khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng hành cùng bé yêu ở nhà. Trước tình hình diễn biến của dịch khá là phức tạp, ngoài những cách phòng chống mà chúng mình đang làm ra thì chúng mình còn cách nào khác nữa không nhỉ? Và hôm nay cô Mẫn sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện cũng liên quan đến cách phòng chống đấy. Và chúng mình cùng lắng nghe xem là câu chuyện gì nhé. Không để các bạn đợi lâu, cô Mẫn sẽ bật mí ngay bây giờ cho chúng mình nào. Đấy là câu chuyện Thế giới của rác. Chúng mình cùng lắng nghe nào. Câu chuyện Thế giới rác. Ngày xưa, có một vương quốc rác không đáy được trị vì bởi một vị vua vô dụng và nữ hoàng phế thải rất độc ác và tàn bạo. Tất cả người dân trong vương quốc này phải sống một cách e dè và sợ hãi. Mỗi ngày, lượng rác thải ra tăng dần lên, cứ lớp rác này chồng lên lớp rác kia, vô cùng chật chội và khổ sở. Đến một ngày, một bịch rác nhỏ không thể chịu đựng được tình trạng này, bèn đi tìm một vị bố lão ở làng để hỏi chuyện. Đó là một cái bao ni lông đã tồn tại dưới đáy rác cả ngàn năm nay. Ông ơi, con không thể sống tiếp tục như thế này, môi trường hôi thối với đủ loại rác thải, không có chỗ để thở, không có ánh sáng mặt trời. Nhưng chúng ta là rác, chúng ta chỉ là thứ bỏ đi, chúng ta phải chấp nhận còn à? Không, con không tin như vậy. Chúng ta là rác, nhưng chúng ta không phải là vô dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa thành các dạng để đóng góp cho đời. Con muốn làm một cuộc cách mạng, đem lại hạnh phúc cho người dân vương quốc rác. Còn à, theo truyền thuyết kể lại rằng, có vị thần Ba Tê là người sẽ cứu rỗi cuộc đời vương quốc rác chúng ta. Rất tiếc là vị vua đó và hoàng hậu đã bắt nhốt vị thần tại ngọn núi U Mê. Nếu còn không muốn sống mãi dạng phế thải, muốn chuyển hóa thành dạng có ích, còn hãy đi tìm và giải thoát cho vị thần ấy. Vâng, con sẽ lên đường ngay. Bịch rác nhỏ hào hứng lên đường. Trên đường đi, bịch rác nhỏ gặp các bạn rau quả héo, cơm thừa và lá cây. Bịch rác nhỏ ơi, cậu đi đâu thế? Mình đi giải thoát cho vị thần Ba Tê, để vị thần giúp chúng ta không còn là rác vô dụng mà chuyển hóa thành những thứ có ích. À, vậy cho chúng mình đi với. Được thôi, chúng ta cùng đi. Cả bọn lên đường. Sau đó các bạn rác chai nhựa, chai thủy tinh, hộp giấy, vải, bóng đèn, điện thoại, pin, gạch cũng nhập hội. Cả bọn hùng dũng tiến lên ngọn núi giam cầm vị thần Ba Tê. Canh giữ ngọn núi là hai tên ngu ngốc và lãng phí, là hai đứa con của đức vua vô dụng và hoàng hậu phế thải. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt, và kết quả chính nghĩa tất thắng. Vị thần sau được khi giải thoát lắng nghe nguyện vọng của rác, và ngay lập tức dùng phép thuật để phân loại thành ba loại rác. Loại thứ nhất là rác hữu cơ, gồm thức ăn thừa, lá cây, rau quả héo. Loại rác thứ hai tái chế như giấy, chai nhựa, thủy tinh, vải sợi, vỏ hộp, túi nhựa có thể tái sử dụng và tái chế. Nhóm thứ ba, các loại rác như gạch, sành sẽ được xử lý bằng cách chôn lấp. Đối với điện thoại, tivi hư hỏng, pin, bóng đèn, các chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý riêng.
Sau đó, cuộc cách mạng Pate đã được tiến hành. Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm tiện dụng trong bao bì bằng nhựa, ni lông. Mang theo túi vải, túi giấy khi mua sắm tại các cửa hàng, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông. Dùng những vật dụng thay thế cho chai nhựa như bình thủy tinh bằng gốm hay các loại thủy tinh kín. Hãy sử dụng sản phẩm nhiều lần để đến hết tuổi thọ của sản phẩm. Dùng pin sạc, túi vải hoặc hộp nhựa sử dụng nhiều lần để mang cơm đến trường hoặc nơi làm việc. Sử dụng rẻ lau bằng vải thay vì dùng giấy. Chỉ cần một chút khéo léo và sự sáng tạo, rác hoàn toàn có thể biến thành những đồ lung linh, xinh đẹp, độc đáo và đến bất ngờ. Cuộc cách mạng 3T trở nên thành công rực rỡ, lập nên một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xanh. Các bạn có nhận ra tôi không? Tôi chính là bịch rác nhỏ đây. Chào tạm biệt các bạn, chúc cho hành tinh xanh của các bạn luôn trở nên xanh tươi. Rác là bạn của chúng ta, xin hãy trân trọng rác. Cô Mẫn vừa kể xong câu chuyện thế giới của rác rồi. Các bạn thấy câu chuyện của cô thế nào? Rất hay đúng không? Và chúng mình nhớ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp là bảo vệ chính bản thân mình đấy. Chúc các bạn ở nhà thật là vui vẻ. Và nhớ bảo ông bà bố mẹ đọc cho chúng mình nhiều câu chuyện thật hay và thú vị, vận dụng cho bản thân mình nhé. Video của cô Mẫn đến đây kết thúc rồi. Cô Mẫn xin chào các bạn.